cái gì mà. Trận đấu diễn ra giữa các cầu thủ chủ nhà U19 Việt Nam trong trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Và đối thủ của họ sẽ là một đội bóng rất mạnh, đó là U19 Hàn Quốc trong trang phục áo đỏ, quần đen và tất đỏ. Các trọng tài cùng các cầu thủ đang làm những thủ tục cuối cùng để cho trận đấu được bắt đầu. Một không khí rất sôi động đang diễn ra trên sân Yanmaba. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu giữa các cầu thủ U19 Việt Nam và các cầu thủ U19 Hàn Quốc. Ngay trong những giây phút đầu tiên thì U19 Việt Nam đã có vẻ như đang gặp một chút khó khăn khi mà đội bạn U19 Hàn Quốc đang tổ chức pressing rất cao phần sân của đối phương. Huấn luyện viên trưởng của cầu thủ Hàn Quốc là ông Hu Jang-jae. Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng của cầu thủ U19 nữ Việt Nam vẫn là ông Mai Đức Trung. Một tình huống tạt bóng của cầu thủ áo đỏ. Che chắn tốt. Vẫn còn bóng vẫn trong chân của cầu thủ Việt Nam, tuy nhiên thì đội bóng áo đỏ ngay tức đã cướp bóng và tổ chức một tình huống tấn công nguy hiểm. Không được phản công cho cầu thủ Việt Nam. Một tình huống chọc khe có phần hơi vội vàng. Rất nguy hiểm. Một tình huống xuống biên của cầu thủ Hàn Quốc. Tranh chấp tốt của cầu thủ đội bóng áo trắng. Cầu thủ Hàn Quốc đang đẩy rất cao lên phần sân đối phương. Không có cầu thủ nào đứng ở phần sân nhà. Chuyền dài vẫn không thành công. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của cầu thủ áo đỏ, nguy hiểm. Tình huống ra vào rất tốt của thủ thành Ngọc Anh. Rất may trong pháo vừa rồi thì thủ môn của các cầu thủ U19 nữ Việt Nam đã có một tình huống phán đoán tỉnh táo và ra vào tốt. Những tình huống tranh chấp bóng rất cao phần sân của các cầu thủ Hàn Quốc. Nguy hiểm. Trọng tài không xác định đó là một tình huống có lỗi. Và trận đấu vẫn đang tiếp tục. Gần nối vị trí của một cầu thủ Hàn Quốc khi mà trong pháo bóng rồi có vẻ như cô đã bị chấn thương. Bóng lại đổ sang tầm kiểm soát của cầu thủ Hàn Quốc. Rất quyết liệt. Một tình huống vào bóng rất dứt khoát. Người vừa có pha vào bóng rất mạnh mẽ vừa rồi đó là số 4 Tú Anh. Trên khán đài thì các cổ động viên người Hàn Quốc vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội bóng quê hương của họ. Tình huống bóng rất lập bập. Tuy nhiên thì rất may là thủ thành Ngọc Anh đã kiểm soát tốt trong pha bóng vừa rồi. Không được, một tình huống phá bóng không tốt. Và tiếp tục một pha tấn công biên của cầu thủ Hàn Quốc, nguy hiểm. Không hề phạm lỗi, trận đấu tiếp tục. Một pha tranh chấp hợp lệ của cầu thủ Việt Nam. Và người vừa có pha cản phá bóng tốt đó là trung vệ số 3 Hoàng Thị Hiền. Nguy hiểm. Suýt chút nữa thì đã có một tình huống dứt điểm bằng đầu khá tốt của số 10 bên phía cầu thủ Hàn Quốc. Đó là Kang Ji-hu. Có thể thấy phần lớn thời gian hiệp 1 thì đội bóng áo đỏ liên tục tổ chức những tình huống tấn công ở khu vực biên trái. Nguy hiểm. Cắt bóng kịp thời, vẫn còn. Rất may là các cầu thủ hàng phòng ngự chúng ta đứng vững. Và một tình huống phản công dành cho U19 Việt Nam. Vạn Sự. Biên phải đang chờ, rất hay.
Làm gì đây? Tạt bóng. Không được. Một tình huống tạt bóng hơi sâu. Và sau pha bóng vừa rồi thì số 16 Vạn Sự đã gặp chấn thương. Và các bác sĩ đã phải vào sân để chăm sóc cho số 16 Vạn Sự. Và như vậy là số 16 Vạn Sự đã có thể tiếp tục thi đấu. Phía ngoài sân thì huấn luyện viên của U19 Hàn Quốc vẫn đang chỉ đạo các cầu thủ đội bóng áo đỏ cần phải đẩy cao đội hình hơn và tiếp tục tổ chức những tình huống tấn công ở khu vực biên trái. Mở bóng ra biên không thành công và một tình huống phản công cho các cầu thủ áo trắng. Rất khó để vượt qua được hàng phòng ngự của Hàn Quốc. Vẫn tiếp tục là một tình huống cắt bóng thành công của Vạn Sự. Ngày hôm nay thì số 16 của các cầu thủ Việt Nam rất nhiệt tình, chịu khó trong những pha tranh chấp, những tình huống cản phá bóng. Tiếp tục một tình huống tấn công biên trái nguy hiểm. Rất hay, một tình huống bắt bóng tốt của thủ thành Ngọc Anh. Người vừa có pha tạt bóng nguy hiểm được rồi. Một tình huống ném biên của cao thủ Hàn Quốc. Rất quyết liệt, liên tục có những tình huống rất chịu khó thành chấp của cao thủ Việt Nam với những pha xoạc bóng, những tình huống vào bóng 50-50. Nguy hiểm, nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Hàn Quốc. Một tình huống rất bất ngờ khi trong những pha bóng trước, thủ thành Ngọc Anh có những tình huống ra vào thành công, nhưng ở pha bóng vừa rồi một tình huống lập bập đã khiến cho thủ môn số 20 có một tình huống ra vào không tốt và bóng đã đi thẳng vào khung thành. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Việt Nam. Phút thứ 40 của trận đấu thì các cầu thủ Hàn Quốc đã có bàn thắng dẫn trước. Có vẻ như trong pháo dầu thì người ghi bàn là số 6 Kim Soo Jin. Tình thế đã trở nên khó khăn với các cầu thủ Việt Nam mất rồi. Trên khán đài thì các cầu thủ Iran đang tỏ ra rất vui mừng. Nguy hiểm. Cú dứt điểm không hiểm hóc của cao thủ Hàn Quốc. Rất may trong pháo vừa rồi số 11 Chu Ju đã có một tình huống đi bóng và dứt điểm không thành công. Đội bóng đỏ đang tổ chức đẩy rất cao đội hình lên phần sân của cao thủ Việt Nam. Đi bóng. Trọng tài không xác định một tình huống có lỗi nguy hiểm. Trong pháo rồi không có một cái bóng đỏ nào có thể trả bóng thành công. Một tình huống xuống biển và đưa ra một cú căng ngang cực kỳ nguy hiểm. Người vừa có pha xuống biển và căng ngang rất tốt đó là cầu thủ số 17 Cho Đa Kiêu. Rất may trong pha bóng vừa rồi thì không thể có một tình huống chạm bóng và dứt điểm thành công của các cầu thủ Hàn Quốc. Cơ hội cuối cùng trong hiệp 1 dành cho các cầu thủ Việt Nam. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu giữa các cầu thủ U19 Hàn Quốc và các cầu thủ U19 Việt Nam.
Tỷ số hiện tại đang là 1-0 về phía U19 Hàn Quốc. Thay đổi ra sân tạm nghỉ phút trước hiệp 2 của trận đấu được bắt đầu. Trung Hương phản công cho cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên thì số 7 của đội bóng trắng tỏ ra khá đơn độc trong tiếng vừa rồi. Nguy hiểm, cần phải ép sát. Rất may cho các cầu thủ 19 nữ Việt Nam khi tình huống dứt điểm vừa rồi của cầu thủ số 11 Choi Hu-ju đã đưa bóng đi trúng mặt sang ngang. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho cầu thủ áo đỏ. Và trên khán đài thì cầu thủ áo đỏ đang nhận được rất nhiều sự cổ vũ của các cổ động viên người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, các cầu thủ cũng như khán giả trên sân. Phản công Việt Nam, Vạn Sự đã có tình huống vào sau của Kim Su Jin và tiếp tục là Vạn Sự là người phải nằm sân. Số 16 của chúng ta đang tỏ ra khá đau đớn. Và cô đã phải nhận sự chăm sóc của các bác sĩ. Vừa rồi là một tình huống vào bóng từ phía sau của cầu thủ Hàn Quốc. Cầu thủ Hàn Quốc tổ chức tấn công. Đi bóng rất dũng mãnh. Bóng vẫn trong chân của đội bóng đỏ, một tình huống tạt bóng trong nguy hiểm. Dứt điểm. Tạt bóng. Rất nguy hiểm. Dứt điểm xa. Nguy hiểm. Rất may rằng bóng đã chạy cầu dọc. Người vừa có tình huống dứt điểm đưa bóng đi chạy cầu dọc đó là cầu thủ số 19 Cho Mi Jin. Tình huống tấn công của cầu thủ Hàn Quốc nguy hiểm. Dứt điểm xa. Rất may rằng ở nhịp thứ hai thì thủ thành Ngọc Anh đã kịp thời không chia bóng. Người vừa có pha dứt điểm từ xa nguy hiểm đó là cầu thủ số 6 Kim Su Jin. Vẫn tiếp tục là Kim Su Jin với những tình huống dứt điểm xa bằng chân trái. Rất may rằng thủ thành Ngọc Anh. Rất nguy hiểm. Một pha xử lý rất hay. Số 17 Choi Dae-kyung có một tình huống xử lý bóng rất gọn gàng trước khi đưa ra cú dứt điểm chân phải. Hãy cùng xem tình huống này, một tình huống chọc khe bóng của cầu thủ Hàn Quốc và số 17 đã có một pha xử lý bóng rất gọn gàng. Người vào sân số 14 có chiều cao khá tốt đó là cầu thủ No Hyo-jong. Ném biên cho đội bóng đỏ. Phá bóng rất mạnh. Tránh chấp rất tốt. Trung Hương phản công cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Tiếp tục pha đi bóng của Trung Hương. Tạt bóng trong. Nguy hiểm. Rất hay. Một tình huống ghi bàn rất tốt của các cầu thủ U19 Việt Nam. Tận dụng sai lầm của thủ thành số 20 Cú Chi Hiểu thì một cầu thủ Việt Nam đã lao vào và có pha dứt điểm cận thành rất hay. Rất hay đó là Tuyết Ngân, đội trưởng của cầu thủ U19 Việt Nam,
Một tình huống mang vào và dứt điểm cả thành đơn giản. Hãy cùng xem vào này, một pha tạt bóng rất nỗ lực của số 7 Trúc Hương và thủ thành Cú Hy Dông đã mắc sai lầm trước khi Tuyết Ngân có một pha băng vào và dứt điểm cận thành rất tốt. Tỷ số được cân bằng 1-1. Phút thứ 72 của trận đấu và tỷ số được cân bằng cho cầu thủ 19 Việt Nam. Hy vọng rằng hàng phòng ngự và tất cả các cầu thủ của đội bóng áo trắng của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thi đấu tập trung hơn. Nguy hiểm. Bóng vào trong chân của cao thủ áo đỏ. Cắt bóng tốt. Một tình huống sạc bóng thành công đó là của số 21 Tu Thìn. Người vừa vào sân bên phía đội bóng đỏ đó là cầu thủ số 7 Lee Yong Min. Cần phải tập trung. Pha đánh đầu rất nguy hiểm của các thủ Hàn Quốc. Người vừa có tình huống bật cà và dứt điểm hiểm hóc đó là trung vệ số 5 Kim Seo Jong. Và có vẻ như số 16 Vạn Sự vẫn đang gặp chấn thương ở vùng đầu. Trận đấu vẫn tiếp tục. Toàn bộ các cầu thủ của Việt Nam đã lùi hết về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số. Tránh bóng tốt, phản công cho các cầu thủ Việt Nam. Trúc Hương đi vào của Trúc Hương. Tiếp tục pha đi vào của Trúc Hương. Phạm lỗi rồi. Một tình huống phạm lỗi. Và sẽ có thẻ vàng dành cho trung vệ số 5 của các cầu thủ Hàn Quốc. Đó là Kim Siêu Trọng. Hãy cùng xem bóng này. Trúc Hương đã có một tình huống lắc trái thành công. Hãy cùng hy vọng vào một tình huống xuất thần của cao thủ Việt Nam Vạn Sự. Không phải, đó là Tuyết Ngân. Không được. Một tình huống dứt điểm không thành công. Tu Thìn. Và dứt điểm từ xa không thành công đó là của số 21 Tu Thìn. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Như vậy là cao thủ Hàn Quốc đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Rất đáng tiếc khi một tình huống bóng hài. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Việt Nam. Người vừa có pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 đó là số 6 Kim Su Jin. Cú đút dành cho cầu thủ số 6 của Hàn Quốc Kim Su Jin. Thật sự chúng ta có lẽ là không đủ thể lực thi đấu những phút cuối, nhưng mà Vạn Sự vẫn đang rất nhanh nhẹn. Vẫn còn rất tốt. Cố lên. Dứt điểm từ xa. Một tình huống dứt điểm rất táo bạo của cầu thủ số 11 Thanh Nhã. Quan sát thấy thủ thành đối phương lên cao thì Thanh Nhã, người vào sân hiệp 2, đã có một pha cầu bóng vào trong khung thành của đối phương. Tuy nhiên thì pha dứt điểm của cô lại đưa bóng đi chạy cô dọc, rất đáng tiếc. Bóng đã đi hơi cao một chút. Như vậy là cầu thủ U19 Việt Nam có sự thay đổi người khi vào sân. Là cầu thủ số 6 Trần Thị Hải Linh và rời sân là số 13 Ngô Thị Hồng Nhung. Nguy hiểm! Rất may! Rất may cho cầu thủ 19 Việt Nam là chúng ta đã không phải nhận bàn thua trong một tình huống mà
Cầu thủ số 2 Kim Jun Seo. Cố lên. Và như vậy là trọng tài đã đổi còi kết thúc trận đấu giữa các cầu thủ U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc. Tỷ số cuối cùng là 2-1 nghiêng về phía đội bóng đỏ.